câu chuyện đồ chơi. Trời tối rồi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ ơi nhìn kìa. Quái vật khổng lồ, chạy mau. Cứu với. Oh no, con tôi, làm ơn cứu cứu con tôi. Ngăn quái vật khổng lồ xanh lại, triệu hồi robot biến hình. Vật khổng lồ xanh lại. Câu chuyện của Chơi, tập phim Siêu Nhân Người Nhện Đại Chiến Quái Vật Khổng Lồ Xanh. Hãy xem sức mạnh quái vật mới của ta đây. Lại là lão bà Ngọc Điền. Hôm nay ta sẽ đánh bại người. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Đã thua. Dừng tay lại. Hả? Bọn siêu anh hùng đến rồi. Rút lui thôi. Được lắm. Có những người may mắn đó người nhện. Khánh, dậy mau muộn học bây giờ. Mệt quá đi mất. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Cả lớp chuẩn bị làm bài kiểm tra nhé. Dạ, thưa cô, cho em vào lớp ạ. Lại đi học muộn nữa hả Khánh? Mau vào chỗ ngồi đi. Dạ, thưa cô. Này các cậu, chúng mình đi ăn bánh đi. Được đấy, tớ cũng đang đói. Nhiều xe cộ quá, đợi đèn báo hiệu đã. Úi giời, vừa đi các cậu,
Đó, toàn vượt đèn đỏ suốt. Oh no, Khánh ơi. À, có ai không? Mau gọi cấp cứu. Khánh ơi, hi hi, cậu đỡ chưa? Trò chưa cái tội vượt đèn đỏ nhé. À, chuyện gì thế này? Động đất sao? Không phải đâu, cậu nhìn kìa. Dừng tay lại ngay, lão bác học kia. He he, hãy xem sức mạnh của quái vật khổng lồ xanh. Câu chuyện đồ chơi tập phim siêu nhân người nhện, các siêu anh hùng tập bơi chơi cầu trượt khổng lồ. Thời tiết nóng nực quá, hay chúng ta đi bơi đi. Trời nóng như này chỉ có đi bơi là sướng nhất. Phải đó, tớ cũng thích đi bơi. Này các cậu, bể bơi hôm nay đông quá hả? Do thời tiết nên nhiều người muốn đi bơi mà. Thôi mọi người, chúng mình vào bơi thôi. À mà Khánh, biết bơi chưa đấy? Hi hi, tất nhiên là tớ biết bơi rồi. Wow, nước mát quá mọi người ơi. Xuống đây đi nào. Ha ha, nhìn tớ nè. Hi, thích quá. Các cậu xem đây. Hey yeah. Ha, mát quá. Có cầu trượt nước kìa, mọi người lên chơi nào. 2, 3 nào. Yeah, trượt nào. Nào. Các cậu xem đây. Hey yeah. Nào. Là các siêu anh hùng kìa. Anh người nhện, anh Iron Man, anh đội trưởng Mỹ. Mọi người chúng ta đi bơi nào. Wow, mát quá. Ha ha, cùng chết câu chết nào. Yeah. Woo. Hey, yeah. Ho ho ho. Ha, cùng đi bơi nào. Ừ, ta không biết bơi, ta ghét bể bơi. Ha ha, ngài bác học không biết bơi. He he, buồn cười quá đi mất. Ha ha. Được lắm, ta không bơi được thì cũng không cho các người bơi. He he, phá tan bể bơi cho ta. Hả? Là quái vật của lão học điên. Chúng ta phải ngăn lão lại. Ừ, đi bơi không yên. Ui, quái vật kìa mọi người. Chúng mình chạy luôn đi. Sợ gì, có các siêu ngủ ở đây mà. Smash!
đâu. Tao không biết bơi. Cứu với. Yeah. Đáng đời là bảo điền xấu xa. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với câu chuyện đồ chơi. Chúng mình làm video với đồ chơi mỗi ngày. Nếu các bạn thích video thì hãy like, share và đăng ký kênh để chúng mình sáng tạo thêm nhiều video về đồ chơi hay hơn nữa nhé. Đừng quên đăng ký kênh Câu Chuyện Đồ Chơi và nhấn chuông thông báo cạnh nút đăng ký để có thể nhận được video về câu chuyện đồ chơi nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nếu có ý kiến đóng góp cho chúng mình thì hãy để lại comment ở phía dưới video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.